Có cần phải có nhiều người quen và đông bà con họ hàng để tham gia kinh doanh không? Không nhất thiết, thật đáng ngạc nhiên, nhưng đúng là chúng ta không thể ngờ được là chúng ta có nhiều người quen đến nhường nào. Bạn thử tính xem có bao nhiêu người bạn gặp hàng ngày ở chỗ làm việc hiện nay của bạn. Bạn sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi trên. Nói chung, bạn cần là gì? Là 5-6 người quan tâm đến cơ hội được làm chủ số phận mình, và có nguyện vọng muốn thực hiện những ước mơ của mình. Bạn hãy nhớ rằng, bạn có rất nhiều phân phối viên tiềm năng, bởi vì ngành kinh doanh này chỉ không nhận có một lớp người, đó là những người dưới 18 tuổi. Thực tế này không chỉ tăng thêm cơ hội cho bạn, mà còn làm cho MLM trở nên hấp dẫn đối với những người không có khả năng tham gia kinh doanh thông thường.